tôi đã nhiều lần xem những bộ phim võ thuật. Trong con mắt của tôi, người luyện võ là trên khắp cơ thể họ, chỗ nào cũng có cơ nổi thành múi, thành bắp và đôi mắt lạnh lùng. Nhưng khi ngồi trò chuyện cùng võ sư Nguyễn Hắc Long tại nhà riêng tổ 39, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, thì tôi có sự nhìn nhận khác về võ thuật. Vì như võ sư Nguyễn Hắc Long thì đấy là những người lộ tướng võ. Còn với người luyện võ, càng ở bậc cao thâm càng kín tướng. Võ sư Nguyễn Hắc Long sinh ra ở một làng quê thuộc huyện Tân Yên, Bắc Giang. Từ nhỏ đã thích nặn tượng Phật và vẽ tranh. Vì vóc người nhỏ nhắn, đi học thường bị bạn học lớp trên bắt nạt. Từ khi đó, võ sư đã mơ ước mình là người thông thạo, thập bát ban võ nghệ để hành hiệp trượng nghĩa. Năm 1990, võ sư Nguyễn Hắc Long dừng chân tại Thái Nguyên để xây dựng truyền bá võ thuật. Và đây cũng chính là quê hương thứ hai của ông. Nhắc tới võ sư Nguyễn Hắc Long, chúng ta không thể không nhắc tới môn phái Thiếu Lâm Cung Phu Việt Nam, mà giới võ thuật coi ông là người đặt nền móng cho môn phái này. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Thái Nguyên Corner. Ngày hôm nay tôi và Gray đang có mặt tại tổ đường của võ sư Nguyễn Hắc Long, trưởng môn phái Thiếu Lâm Cung Phu Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tham gia vào lễ nhập môn môn phái Thiếu Lâm Cung Phu Việt Nam. Thưa thầy, thầy có thể hướng dẫn cho bọn em cách để nhập môn phái Thiếu Lâm Cung Phu Việt Nam. Thiếu Lâm Cung Phu là môn võ có truyền thống lịch sử lai lịch lâu đời. Đó là môn võ chân truyền chính tông. Cho nên bất cứ một môn đệ nào, một hành giả nào muốn thọ giáo môn phái thì đều phải làm thủ tục nhập môn. Thánh nhân có câu nhất tự vi sư, bán tị vi sư. Trước khi môn đồ vào làm lễ nhập môn thì phải biết những môn quy của môn phái. Bây giờ ta sẽ dẫn môn đồ đi để thọ giáo môn quy và những điều quy định của một môn võ chính tông. Đây là môn quy của môn phái Thiếu Lâm Cung Phu Việt Nam. Có 8 điều, bất cứ một môn sinh hoặc là võ sư hoặc là các đệ tử của môn phái đều phải tuân thủ 8 cái điều trong môn quy quy định này trước khi vào làm lễ nhập môn. Đây là võ lâm bát nhân bất truyền nghệ, 8 loại người võ lâm không truyền dạy võ nghệ. Đây là ngũ giới, là 5 điều giới cấm trong Phật gia. Xuất phát của môn phái Thiếu Lâm Cung Phu Việt Nam từ nguồn gốc từ Phật gia Thiếu Lâm tự Trung Quốc và là một môn phái thiền và quyền hợp nhất, vừa tu luyện võ thuật vừa tu thiền. Đây là bát nhân tuyệt giao, có nghĩa là 8 loại người trong thiên hạ xã hội là những môn đồ của Thiếu Lâm Cung Phu Việt Nam không nên quan hệ. Vừa rồi là những môn quy và những điều quy định của môn phái Thiếu Lâm Cung Phu Việt Nam. Đệ tử đã thọ giáo qua cái này, bây giờ đệ tử có sẵn sàng làm môn đệ của môn phái ta không? Đệ tử đã sẵn sàng. Mời đệ tử vào làm lễ tổ sư. Thank you.
Sau khi tiếp nhận chúng tôi trở thành môn đệ của môn phái, chúng tôi nhanh chóng thay trang phục của môn phái, hòa mình vào lớp học. Khác với một lớp học thông thường, tại lớp học này, chúng tôi cảm nhận được sự trang nghiêm, mạnh mẽ của một võ trường. Bây giờ, các môn sinh bước vào tập luyện căn bản công của võ thuật. Căn bản công của võ thuật ví như là nền tảng của võ học, là những cái phần vô cùng quan trọng. Ví như người ta xây một ngôi nhà thì phải củng cố móng. Xây ngôi nhà càng cao thì móng càng phải làm vững chắc và tốt. Cái móng là nền tảng để phát triển về tất cả những kỹ thuật và tài năng về võ thuật. Những phần đó là phần phải hết sức tập luyện công phu kỹ càng thì sau này mới học được thập bát ban võ nghệ cùng với nội công, khí công, công phu và những tuyệt kỹ của môn phái. Bây giờ hai môn sinh sẽ làm theo sư phụ. Võ thuật khởi đầu bằng lễ và kết thúc cũng bằng lễ, đó là những môn phái chân truyền và chính thống. Tay cương đao rồi. Dạ. Đi lên đây. Đổ vào, bước xuống thân. 3, 4, 5, 1, 7, 3, 4, 5. Chưa thở gió, táo, có báo, nữ, tệ. Phần căn bản của võ công chân truyền thiếu lâm cung phu Việt Nam. Căn bản công gồm có 3 phần: tấn pháp 12 thế, thủ pháp là các đòn tay 42 thế, cước pháp căn bản là 18 thế. Tổng cộng là 72 thế căn bản công của thiếu lâm chân truyền mà các môn đệ dần dần phải tập luyện hết phần căn bản công thì mới có thể tập luyện quyền thuật và thập bát ban võ nghệ cũng như nội công, khí công, công phu được. 4. Thưa thầy, thầy có thể cho con biết về nguồn gốc của môn võ thiếu lâm cung phu Việt Nam? Môn võ thiếu lâm cung phu Việt Nam xuất phát từ nguồn gốc từ tổ đình Tung Sơn Thiếu Lâm Tự Hà Nam Trung Quốc. Và tổ đình môn phái Thiếu Lâm Tung Sơn Hà Nam Trung Quốc đã có lịch sử 15 thế kỷ, là một môn võ có bề dày và là một ngôi sao bắc đầu trong làng võ thuật thế giới. Năm 1990, thầy truyền bá võ thuật Thiếu Lâm ở Thái Nguyên và thể trạng căn cơ tố chất của người Việt Nam nhỏ bé so với người Trung Quốc ở miền Bắc. Và kết quả 5 năm trời truyền bá nguyên bản của Thiếu Lâm Tự thì người Việt Nam căn cơ không thích hợp để tập những cái môn trường quyền, nhào lộn, may nhảy và nhiều những cái thế hoa mỹ. Và thầy phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu biên soạn, rút tỉa từ quyền thuật căn bản cũng như là các kỹ thuật đối kháng, làm sao cho nó ngắn gọn, xúc tích, cắt bớt những cái rườm rà hoa mỹ và không phù hợp với lại thể trạng của người Việt Nam. Và khi biên soạn một giáo trình có cái sự cải cách mới thì từ đó đưa vào luyện tập. Hiện môn võ Thiếu Lâm Cung Phu Việt Nam do thầy Hắc Long sáng lập đã phát triển ở các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Nghệ An, Bắc Giang. Nhiều đệ tử của môn phái do khổ công luyện tập đã trở thành võ sư, chinh phục được sự ngưỡng mộ của nhiều người và mang về nhiều huy chương vàng cho môn phái tại các giải võ tầm quốc gia. Có được thành công ngày hôm nay phải kể đến câu nói của võ sư Nguyễn Hắc Long về phương châm của môn phái Thiếu Lâm Cung Phu Việt Nam. Đó là truyền bá những tinh hoa võ thuật dân tộc, dạy võ sinh trở thành những người có tinh thần thượng võ, có nhân cách cao đẹp, có ích cho đời, biết yêu quê hương đất nước và biết tự hào về truyền thống dân tộc.
Today I'm very happy to come out and learn Kung Fu. Thank you very much, Master, and everyone that was involved.